Đại Thiên Thế Giới tập 70. Chào mừng các bạn đã đến với Vua Phim 10 phút. Đầu tiên mọi người hãy dành ra 3 giây cho muội xin một like và comment những ý kiến đóng góp của mình vào phần bình luận nhé. Tiếp theo những diễn biến của tập trước. Nội viện Thiên Phong phía trên, Tiêu Viêm nhìn qua nằm ở trên giường Huân Nhi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ. Vừa rồi hắn mượn nhờ linh hồn lực lượng Huân Nhi trong cơ thể cẩn thận điều tra hồi lâu, nhưng không có phát hiện mảy may dị thường. Nhưng Tiêu Viêm tâm cũng không có một tia buông lỏng, ngược lại càng thêm nặng nề. Loại này khiến người không có chỗ xuống tay mới là bết bát nhất. Huân Nhi gương mặt xinh đẹp tái nhợt, mỹ mục đóng chặt, hô hấp mặc dù bình ổn, lại không có chút nào muốn tỉnh lại vết tích. Kiểm tra toàn thân, Tiêu Viêm cũng không có phát hiện một tí ngoại thương, nguyên thi khí cũng không có nhiễm phải một tia. Bực bội trong phòng đi tới đi lui, Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng. Hiện tại Huân Nhi tình huống đều không làm rõ ràng được, coi như luyện chế đan dược giải độc cũng không biết hẳn là luyện chế cái gì loại hình đan dược. Khốn nạn! Tiêu Viêm song quyền nắm chặt, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, tâm tình phiền não gần như muốn đem hắn bức điên. Trong lòng Tinh Thiên Học Viện cừu hận cũng là càng phát ra nồng đậm. Đông đông đông. Tiêu Viêm bực bội, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, cưỡng ép làm mình tỉnh táo lại, điều chỉnh một chút tâm tình tiến lên mở cửa ra. Ngoài cửa, Thải Lân, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn ba người đều chờ đợi lo lắng. Nhìn thấy Tiêu Viêm, Cổ Nguyên đang muốn lên tiếng hỏi thăm, Tiêu Viêm im lặng lắc đầu. Cổ Nguyên há to miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Võ Thiếu Kỳ đến, nói có đồ vật cho ngươi. Thải Lân nhìn một cái trong phòng Huân Nhi, trong ánh mắt cũng tràn ngập ưu sầu, thanh âm đều là trở nên mặt ủ mày trao. Võ Thiếu Kỳ. Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, lập tức nhìn về phía ba người sau lưng. Võ Thiếu Kỳ lẳng lặng đứng vững, lấy nàng nguyên bản hoạt bát tính tình, cũng cảm nhận được Thải Lân mấy người buồn giận, lại không có cười hì hì nói lung tung. Nhìn thấy Tiêu Viêm, Võ Thiếu Kỳ tiến lên vươn tay, trong tay có một chiếc tử sắc hộp gỗ đàn tử, hộp đại khí cổ xưa, phảng phất trải qua thật lâu năm tháng. Đây là viện trưởng đại nhân xông xáo bên ngoài, ngẫu nhiên đạt được đan dược phối phương, nghe nói có thể giải vạn độc, Huân Nhi học muội thể nội độc tố, có lẽ cũng có thể giải khai. Cân nhắc một chút lời nói, Võ Thiếu Kỳ thận trọng nói. Tiêu Viêm văn ngôn, trong ánh mắt lập tức dần hiện ra một tia sáng huy, không kịp nói lời cảm tạ chính là trực tiếp cầm tới, khẽ giật mình, khuôn mặt trang nghiêm hướng Võ Thiếu Kỳ nói một tiếng đa tạ. Võ Thiếu Kỳ khoát tay áo, cười khổ nói, đan dược, phẩm giai lục phẩm, mà lại, có một cái tin xấu là, trong học viện một cái duy nhất có thể luyện chế lục phẩm đan dược trưởng lão ngoài ra, cũng không biết cần bao lâu mới có thể trở về. Lục phẩm. Tiêu Viêm sững sờ, sau đó trong thần sắc quang huy nháy mắt chìm xuống dưới, ban đầu kích động cũng là không còn sót lại chút gì. Trước đó thay Huân Nhi kiểm tra bởi vì tiến vào đế vương, hắn chính là loáng thoáng phát giác được theo tiến vào đế vương, linh hồn lực lượng cũng là có gia tăng, dường như đã là đột phá đến dị cảnh hậu kỳ. Trên lý luận nói, dị cảnh đỉnh phong linh hồn liền đủ để luyện chế lục phẩm đan dược, nhưng linh hồn của mình chẳng qua là vừa mới tiến vào, có thể thành công hay không luyện chế, Tiêu Viêm lòng tin thực sự không lớn. Một bước mấu chốt nhất, luyện chế lục phẩm trở lên đan dược cần thiên đỉnh mình cũng có hai cái, một cái là Dịch lão còn sót lại 5 ngày chi đỉnh Cửu Long Viêm đỉnh, một cái khác là tại Tiệt Tinh dãy núi được 1 ngày chi đỉnh Huyết Dạ đỉnh, cái trước chính là không cần suy xét, cái sau chỉ có chính mình tiến vào hoàng đạo mới có thể dùng. Luyện chế lục phẩm đan dược điều kiện, mình nhìn như đều có, nhưng suy nghĩ cẩn thận, cũng có thể nói một cái đều không có. Cắn răng, Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, cầm trong tay tử sắc hộp gỗ đàn mở ra, một tấm kim sắc chỉ phù lặng lặng nằm ở trong đó, chỉ phù chung quanh phảng phất có được kim quang lượn lờ, khiến cho không nhiễm mảy may bụi bặm. Đem chỉ phù nội dung đại khái nhìn thoáng qua, Tiêu Viêm trên mặt cười khổ càng sâu, đem chỉ phù đưa cho Võ Thiếu Kỳ. Võ Thiếu Kỳ tiếp nhận chỉ phù, phía trên lưu loát viết một đống lớn, gần như đều là dược liệu danh tự, đối với dược liệu nàng cũng không hiểu rõ, chẳng qua phía trên nhất một cái tên, khiến cho nàng gương mặt xinh đẹp đều là khẽ biến. Hoàng đạo thiên thú tinh huyết, luyện chế đan dược còn cần sao? Mím môi một cái, Võ Thiếu Kỳ không khỏi nói lầm bầm. Hoàng đạo thiên thú tinh huyết, liền xem như học viện Vân Lạc Linh Các đều không có, loại vật này đã không thể dùng chân quý để hình dung. Thải Lân mấy người cũng đem chỉ phù cầm tới, nhìn thấy trên đó bày ra một đống lớn dược liệu, sắc mặt cũng là biến đổi. Tiêu Viêm nhìn về phía mấy người cười khổ nói, phía trên này cái khác dược tài đều dễ tìm, chỉ có hoàng đạo thiên thú tinh huyết cùng tịnh linh lộ, chỉ sợ khó mà tìm tới. Lúc trước cùng Ngọc Tiên Tử đem địa hỏa huyền tinh thú đánh giết, cái sau tinh huyết đều bị mình hấp thu, không có còn thừa mảy may, hiện tại nhớ tới cũng chỉ có cười khổ. Tiêu Viêm hô thở ra một hơi, trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên nói khẽ, đan hội, có hay không thiên đỉnh? Thiên đỉnh? Võ Thiếu Kỳ văn ngôn sững sờ, sau đó không có ý tứ lắc đầu, nàng đối luyện đan nhất khiếu bất thông, đối với thiên đỉnh càng thêm không biết. Thấy Tiêu Viêm lại là rơi vào trầm mặc, Võ Thiếu Kỳ trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, ta có thể cho ra ra nói, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi, ngược lại là hoàng đạo cấp bậc thiên thú hành tung bất định, không dễ dàng tìm tới. Tiêu Viêm văn ngôn lông mày khẽ nhíu một cái, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, khi tiến vào huyễn linh không trước đó, mình từng cùng Mộc Di Nguyệt tại học viện Vân Lạc trong núi giao thủ, giống như liền gặp được một con hoàng đạo cấp thiên thú. Trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, Tiêu Viêm gật đầu nói, đa tạ. Lúc này cần nhiều mặt lực lượng, vẻn vẹn bằng vào mình lực lượng, không biết phải hao phí bao lâu thời gian khả năng hoàn thành, hiện tại mình cần nhất chính là thời gian. Võ học tỷ, ngươi có thể liên hệ đến Thiệu trưởng lão à? Trầm ngâm một chút, Tiêu Viêm nhìn về phía Võ Thiếu Kỳ,
Nếu muốn đem chỉ phù vật liệu thu thập hoàn tất không biết cần bao nhiêu thời gian, khoảng thời gian này Huân Nhi tình huống sẽ như thế nào, hắn cũng không có chút nào cam đoan, chỉ có thể cầu xin Vu trưởng lão nhóm, nhìn xem có thể hay không có biện pháp nào. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm nội tâm chính là đau xót, thật sâu cảm nhận được mình bất lực. Có thể, chẳng qua ta cùng Tô trưởng lão đi lấy đan dược cuối phương, hắn nói cho ta, để ngươi chờ chút đi truyền công quảng trường tìm hắn. Võ Thiếu Kỳ nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Tô trưởng lão. Tiêu Viêm Văn Ngôn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, gia hỏa này mình cũng đã gặp mấy lần, mang đến cho hắn một cảm giác, dường như mang theo một tia như có như không địch ý, cực kỳ cao thâm khó dò. Tốt, ta lập tức liền đi qua, học tỷ ngươi cũng không cần liên hệ Thiệu trưởng lão. Tiêu Viêm hướng Thải Lân ba người nhẹ gật đầu, vươn tay ra, trên bàn tay một đám lửa ngưng tụ, hóa thành tiểu y. Đem tiểu y phóng tới Thải Lân trên tay, Tiêu Viêm nói khẽ, cấp bách, ta đi thu thập những dược liệu này, các ngươi xem trọng Vân Nhi, nếu có chuyện gì, liền nói cho tiểu y, ta cùng tâm ý của hắn tương liên, sẽ lập tức biết đến. Mấy người cũng lý giải giờ phút này Tiêu Viêm cấp bách tâm tình, đều là yên lặng nhẹ gật đầu. Cổ Nguyên trầm giọng nói, Tiêu Viêm, Huân Nhi liền dựa vào ngươi. Tiêu Viêm dùng sức nhẹ gật đầu, phụ thân, ngươi yên tâm, Huân Nhi tuyệt đối sẽ không có việc. Tiêu Viêm hướng trong miệng nuốt một viên hỏa dược đan, nguyên khí chấn động, phía sau đã là hóa ra một đạo hỏa dược gào thét, Tiêu Viêm sớm đã phóng lên tận trời, hướng về truyền công quảng trường phương hướng bạo sông mà đi. Hắn làm sao cũng biết bay. Võ Thiếu Kỳ trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, Thải Lân không nói gì, vội vàng tiến vào phòng đi chăm sóc Huân Nhi. Cổ Nguyên thở dài một cái, Trúc Khôn cũng là yên tĩnh không nói, nhìn qua Tiêu Viêm vội vàng bóng lưng rời đi, mấy người tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cái sau lòng nóng như lửa đốt. Tinh Thiên Học Viện khốn nạn, bút chứng này, vô luận như thế nào đều muốn tính đến tính toán. Phía sau hỏa rực vỗ, Tiêu Viêm thân hình như sấm, hướng về truyền công quảng trường gào thét mà đi, trong mắt sớm đã là hiển hiện vô tận lửa giận, chỗ cổ nổi gân xanh, lần này hắn chưa hề gặp mặt Tinh Thiên Học Viện là triệt để động sát tâm. Truyền công quảng trường, theo nội viện thi đấu rơi xuống, tới đây học viên cũng ít đi rất nhiều, chỉ có chút ít mấy người, có chút quạnh quẽ. Sư. Theo một đạo tiếng rít vang lên, Tiêu Viêm như ánh sáng rơi xuống, phân biệt ra được Tô Chi Ngưỡng chỗ truyền công bọc hậu chính là bão lướt mà đi, chung quanh một ít học viên thậm chí không có thấy rõ cái trước thân ảnh. Không ngoài sở liệu của ta, ngươi sẽ đến. Truyền công trong điện, Tô Chi Ngưỡng ngồi tại thượng vị, nhìn thấy Tiêu Viêm tiến đến, không có chút nào kinh ngạc, giật giật tay, ra hiệu Tiêu Viêm ngồi xuống. Nhìn xem nụ cười hòa ái Tô Chi Ngưỡng, Tiêu Viêm nhíu mày, kiềm chế lại lửa giận trong lòng tiến lên ngồi xuống. Mục đích ta đến, ngươi biết. Tiêu Viêm trực tiếp mở miệng nói, đối Tô Chi Ngưỡng cũng không có chút nào khách khí. Tô Chi Ngưỡng Văn Ngôn chỉ là cười một tiếng, đối Tiêu Viêm thái độ không có chút nào để ý, đương nhiên biết Võ Thiếu Kỳ cầm tới phối phương, có mấy loại dược liệu là hy hữu chi vật, vì tìm tới những cái này, ngươi cần thời gian dài, cho nên ngươi cần thực lực cường đại, trưởng lão giúp ngươi tạm trì hoãn thương thế bên trong cơ thể Tiêu Huân Nhi, trong học viện ngươi người quen biết, thực lực cường đại nhất không thể nghi ngờ là Kỳ Bạch Nhị lão, mà muốn tìm tới bọn hắn, người quen biết cũng chỉ có ta cùng Thiệu trưởng lão. Tô Chi Ngưỡng phân tích đạo lý rõ ràng, đánh trúng chỗ yếu hại, đem Tiêu Viêm trong lòng suy nghĩ đều nói ra. Không sai, cho nên ta tới tìm ngươi. Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, tận khả năng dùng bình thản giọng nói. Tiêu Huân Nhi, đối ngươi rất trọng yếu đúng không? Gảy một cái ngón tay, Tô Chi Ngưỡng nhìn thoáng qua Tiêu Viêm tùy ý nói. Tiêu Viêm nhíu mày, trầm giọng nói, kia là tự nhiên. Rất tốt, nếu là dạng này, ngươi có thể hay không vì cứu nàng, nhường ra Đế Viêm. Tô Chi Ngưỡng sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, thanh âm đột nhiên băng lãnh. Oanh! Trong lòng lúc đầu tràn đầy lửa giận Tiêu Viêm Văn Ngôn cũng nhịn không được nữa, một quyền đem trước mặt cái bàn đập vỡ nát, ầm vang đứng dậy, cũng mặc kệ cả hai chênh lệch, lạnh cười một tiếng nói, Tô Chi Ngưỡng, ta kính ngươi là học viện trưởng lão, ngươi lại nhiều lần nhằm vào ta, đến cùng là dụng ý gì? Bị Tiêu Viêm như thế ép hỏi, Tô Chi Ngưỡng sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, ánh mắt lại là băng lãnh dị thường, âm thanh lạnh lùng nói, dụng ý? Tốt, ta liền nói cho ngươi biết dụng ý của ta. Tô Chi Ngưỡng cũng là đứng dậy, tay phải đột nhiên duỗi ra, Tiêu Viêm liền cảm giác được thân thể phảng phất bị cầm tù, không thể động đậy chút nào, cho dù trong cơ thể bổn nguyên đế khí tuôn ra, lại là tránh thoát không được cái trước trói buộc. Có phải là cảm giác rất khó chịu? Tô Chi Ngưỡng ánh mắt băng lãnh, mặt không chút thay đổi nói, ta chỉ là sử xuất không đến một nửa lực lượng, liền có thể đưa ngươi triệt để trấn trụ, ngươi có thể ngẫm lại, ngươi đến cỡ nào nhỏ yếu. Tiêu Viêm ánh mắt đỏ ngầu, trong lồng ngực phẫn nộ như là liệt hỏa tuôn ra, toàn thân nổi gân xanh, dãy dụa lấy muốn phát ra âm thanh lại bất lực. Đừng tốn sức, liền xem như một nửa không đến lực lượng, cũng có được gần hoàng đạo thực lực, bằng ngươi một cái nhị đạo đế vương, không có khả năng tránh ra khỏi. Nhìn xem phẫn nộ Tiêu Viêm, Tô Chi Ngưỡng lạnh cười một tiếng, phẫn nộ có làm được cái gì, thực lực không đủ, cho dù có giết người lửa giận, cũng không đáng một đồng. Tô Chi Ngưỡng đang muốn buông tay, Tiêu Viêm đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trước ngực đen kim sắc quang mang bạo dũng, một cỗ khiến cho Tô Chi Ngưỡng sắc mặt đều là kịch biến, khí thế đột nhiên bộc phát, tôi khô lạc hủ, Tiêu Viêm chính là tránh thoát Tô Chi Ngưỡng trói buộc. Đây là cái gì khí thế? Tô Chi Ngưỡng sắc mặt sợ hãi, thân hình lóe lên, vội vàng lui lại đến cách đó không xa, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn gần như có đối mặt đế đạo cường giả cảm giác đè nén. Trước ngực đen kim sắc quang mang tiêu tán, Tiêu Viêm thở hổn hển, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Tô Chi Ngưỡng, lạnh lùng nói, Tô trưởng lão, cho ta một lời giải thích đi.
Tô Chi ngưỡng nhíu mày, Tiêu Viêm khí thế trên người lại khôi phục nguyên dạng trong nháy mắt đó, chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Nghe Tiêu Viêm, Tô Chi ngưỡng lắc đầu nói, mặc dù không biết ngươi là thế nào tránh thoát, nhưng người ta thực lực chênh lệch, ngươi cũng trông thấy. Tô Chi ngưỡng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, thần sắc lạnh lùng, gằn từng chữ một. 2 năm sau, 4 viện thi đấu, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, Tinh Thiên Học Viện một cái thiên tuyển giả, thực lực không thể so vừa rồi ta yếu. Ngươi cho rằng, coi như ngươi tu luyện lại cố gắng, thời gian 2 năm, sẽ thắng qua hắn à? Tiêu Viêm trong mắt lửa giận nhảy lên, nghe Tô Chi ngưỡng, thần sắc không có chút nào chấn động, lạnh lùng nhìn cái sau. Học viện Vân Lạc đã thua 4 giới, theo Huyễn Linh không tài nguyên tu luyện giảm bớt, cái khác 3 viện vì tự thân lợi ích sẽ chỉ không ngừng nghiền ép Học viện Vân Lạc thời gian tu luyện. Lần này nếu như lại thua, 15 ngày thời gian tu luyện cũng có thể khó giữ được. Tô Chi ngưỡng sắc mặt âm trầm, nhắc lên cái khác 3 viện lúc trong ánh mắt cũng là phun lên một tầng lửa giận. Thời gian tu luyện giảm bớt, chú định sẽ tạo thành học viên thực lực hạ xuống, học viên thực lực nhỏ yếu, 4 viện thi đấu thêm ở thế yếu, loại này tuần hoàn ác tính, sớm muộn có một ngày sẽ hủy Vân Lạc. Cho nên lần này Vân Lạc nhất định phải thắng. Tô Chi ngưỡng nhìn về phía Tiêu Viêm, sắc mặt không vui không buồn, mà Mộc Du Dương, Lâm Đạo cùng Tiêu Dịch 3 người, chính là lần này lớn nhất hy vọng, vì mau chóng tăng lên bọn hắn thực lực, không thể không tạo thành những người khác một chút hy sinh. Người Đế Viêm, chính là tăng thực lực lên đồ tốt nhất, vô luận cho 3 người bọn họ bất kỳ một cái nào, phát huy ra tác dụng, tuyệt đối mạnh hơn ngươi. Tô Chi ngưỡng sắc mặt nặng nề, đem trong lòng lời nói toàn bộ nói ra. Tiêu Viêm văn ngôn đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh nói, chính là lý do của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì, Đế Viêm trong tay ta không phát huy ra tác dụng? Tô Chi ngưỡng nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta biết ngươi có thể thuần thục sử dụng Đế Viêm, nhưng thực lực của ngươi quá mức nhỏ yếu, 4 viện thi đấu, thực lực yêu cầu thấp nhất là Ngũ Đạo Đế Hoàng, ngươi cho là mình có thể đạt tới sao? Đây chính là mục đích, đem Đế Viêm giao ra, ta lập tức đi bái kiến Kỳ Bạch Nhị lão, Tiêu Vân Nhi sẽ còn thiếu thụ một điểm tội. Lắc đầu, Tô Chi ngưỡng tiến lên một bước, mặt không chút thay đổi nói. Hừ. Tiêu Viêm lạnh cười một tiếng, xoay chuyển ánh mắt nói, đã như vậy, kia Tiêu Dịch muốn giết Trúc Thiên Hỏa, đạt được hắn Thánh Linh Hỏa thể, chuyện này ngươi hẳn là cũng biết đi. Tô Chi ngưỡng văn ngôn lông mày nhíu lại, nhìn một chút Tiêu Viêm, chậm rãi nói nhẹ gật đầu cắn răng nói, biết, vì Học viện Vân Lạc, một cái Trúc Thiên Hỏa có thể bỏ qua. Buồn cười. Tiêu Viêm nhịn không được cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tô Chi ngưỡng nói, ta cho ngươi biết, Đế Viêm trên người ta, ai cũng cầm không đi, đi cho bọn hắn nói, ai muốn liền tự mình tới bắt, coi như Mộc Du Dương, Lâm Đao, Tiêu Dịch 3 cái cùng đi, ta Tiêu Viêm cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tiêu Viêm quay người liền đi, cũng không để ý tới Tô Chi ngưỡng dần dần âm trầm khuôn mặt. Ngươi thật muốn đưa Học viện Vân Lạc tương lai tại không để ý, cũng liền đừng trách ta vô tình. Tô Chi ngưỡng thanh âm băng lãnh, áo xanh đong đưa, liền phải vươn tay ra. Tô Chi ngưỡng dừng tay. Đúng lúc này, một giọng già nua vang lên. Tiêu Viêm quay đầu nhìn lại, một mặt lửa giận Hiệu trưởng lão từ bên ngoài đi tới, phía sau là một mặt tinh quái Võ Thiếu Kỳ. Hiệu trưởng lão, làm sao ngươi tới? Nhìn thấy Hiệu trưởng lão đột nhiên xâm nhập, Tô Chi ngưỡng nhíu mày, đành phải đem nâng tay lên cánh tay buông xuống, trong lòng bàn tay bổn nguyên đế khí lặng yên tiêu tán. Tiêu Viêm, ngươi trước dừng lại, Võ Thiếu Kỳ đã cho ta nói, ta chờ một chút liền dẫn ngươi đi bái kiến Kỳ Bạch Nhị lão. Đem chính phải đi ra ngoài Tiêu Viêm gọi lại, Hiệu trưởng lão chừng Tô Chi ngưỡng một cái nói, Tô trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Ở phía xa hắn chính là phát giác được truyền công trong điện phun trào bổn nguyên đế khí, không nghĩ tới Tô Chi ngưỡng thật sẽ đối Tiêu Viêm động thủ. Tô Chi ngưỡng văn ngôn chỉ là lạnh cười một tiếng, nhìn về phía một bên trầm mặc không nói Tiêu Viêm nói, Hiệu trưởng lão, hiện tại Vân Lạc gặp phải nguy cơ ngươi so ta rõ ràng hơn, nếu như lần tiếp theo 4 viện thi đấu không thể lấy được một cái thành tích tốt, Huyễn Linh không 15 ngày số định mức, 8-9 phần 10 sẽ bị cái khác 3 viện một đoạt mà không. Thân là trưởng lão, nhất định phải giữ gìn học viện lợi ích, nhưng mà năm đó viện trưởng đại nhân tự mình dạy bảo qua ta, cưỡng từ đoạt lý. Hiệu trưởng lão nhíu mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, một bên Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng nói, Tô Chi ngưỡng, ta vẫn là câu nói kia, ai muốn ta Đế Viêm, liền để hắn tới tìm ta, ta vui lòng phụ bồi, vòng không được ngươi ở đây đối ta khoa tay múa chân. Không để ý một bên Võ Thiếu Kỳ ánh mắt kinh ngạc, Tiêu Viêm nhìn về phía Hiệu trưởng lão, thanh âm khẩn thiết nói, làm phiền trưởng lão dẫn ta đi gặp Kỳ Bạch Nhị lão. Tiêu Viêm cảm kích khôn cùng, trong thanh âm ẩn chứa cực kỳ rõ ràng lo lắng. Được. Hiệu trưởng lão nhẹ gật đầu, hắn rõ ràng giờ phút này Tiêu Viêm trong lòng vội vàng sao động, không cần phải nhiều lời nữa, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Chi ngưỡng nói, Tô trưởng lão, trong học viện kiêng kỵ lớn nhất chính là nặng bên này nhẹ bên kia, mà lại Tiêu Viêm thế nhưng là Kỳ Bạch Nhị lão chiếu cố qua, ngươi không nên chọc giận Nhị lão. Quay người chính là đi ra ngoài, Tiêu Viêm lập tức theo sát, đi tới cửa lúc Tiêu Viêm dừng một chút, quay đầu âm thanh lạnh lùng nói, nếu như Tô trưởng lão ngươi cũng muốn lấy được ta Đế Viêm, tự nhiên có thể tới tìm ta, ta tùy thời phụ bồi. Cũng không quay đầu lại đi theo Hiệu trưởng lão rời đi truyền công điện. Tô trưởng lão, ngươi cùng Tiêu Viêm nói cái gì? Võ Thiếu Kỳ đại mi hơi nhíu, nhìn về phía Tô Chi ngưỡng hiếu kỳ nói, không có gì. Tô Chi ngưỡng nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa mắt nhìn Hiệu trưởng lão cùng Tiêu Viêm đi xa, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lẩm bẩm, ngoan cố không thay đổi, Học viện Vân Lạc lần này tuyệt đối không cho phép có sai lầm, coi như ngươi bị Kỳ Bạch Nhị lão tán đồng, cũng chỉ là thành tựu vì Vân Lạc những không có ý nghĩa hy sinh, tin tưởng viện trưởng đại nhân ở đây cũng sẽ không nói cái gì. Đúng, ngươi đã tiến vào đế hoàng, dự định lúc nào tiến vào cốc trung giới?
Tô trưởng lão đột nhiên mỉm cười, nhìn về phía Võ Thiếu Kỳ, ánh mắt hòa ái nói. Cốc trung giới. Võ Thiếu Kỳ có chút trầm ngâm một chút nói, hiện tại cốc trung giới 10 tên học viên đủ rồi, tiến vào cốc trung giới hẳn là còn muốn so tài một phen, quyết định người nào đi người đó lưu đi. Không cần như vậy, mấy ngày nay Mộc Du Dương liền phải ra ngoài bắt đầu tốt nghiệp kiểm tra, lấy năng lực của hắn, khảo hạch mấy điều kiện rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành, đến lúc đó, người trực tiếp tiến đến liền có thể. Cười cười, Tô Chi Ngưỡng phất phất tay, đem trên mặt đất mảnh vụn hội tụ thành một đoàn, bàn tay vung khẽ, đem tất cả mảnh vụn đều là biến thành bột mịn. Võ Thiếu Kỳ Văn Ngôn nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Tô Chi Ngưỡng nói một tiếng chính là vội vàng rời đi. Tại Thiên Phong lúc mình đáp ứng Tiêu Viêm giúp hắn thu hoạch luyện đan dược liệu, từ Huyễn Linh không ra tới gần nửa ngày, còn không có trở về hướng ra nói qua chuyện này. Đế Hoàng, không biết 2 năm sau sẽ đạt đến mức nào. Nhìn qua Võ Thiếu Kỳ rời đi bóng lưng, Tô Chi Ngưỡng nụ cười trên mặt lập tức nhìn về phía biến mất, rơi vào trầm tư. Thiên Trụ Phong, hiệu trưởng lão dẫn đầu, Tiêu Viêm bị đại trận phong ấn không gian lần nữa nhìn thấy Kỳ Bạch nhị lão, 1 năm 1 mười hướng nhị lão nói rõ Vân Nhi, trong lời nói để lộ ra vô cùng lo lắng. Lại là tinh thiên đám kia oắt con. Kỳ Vân Văn Ngôn thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía một bên Bạch bà ngoại nói, lão bà tử, ngươi mộc hệ bổn nguyên đế khí đối trị liệu có một chút tác dụng, ngươi liền cùng tiểu gia hỏa đi một chuyến đi. Bạch bà ngoại không để ý đến Kỳ Vân, trợn to vẩn đục hai mắt nhìn Tiêu Viêm một chút, tràn đầy nếp may trên mặt lộ ra nụ cười nói, không sai không sai, đã đến nhị đạo đế vương, quả nhiên không có nhìn lầm tiểu tử ngươi. Dừng một chút, Bạch bà ngoại từ trên băng ghế đá run rẩy lên nói, đi thôi, xem ở ngươi hoàn thành ta cùng lão đầu tử cho ngươi định mục tiêu phân thượng, liền xê dịch một chút lão thân tử, cùng ngươi đi tới một lần, đi xem một chút tiểu nữ oa. Đa tạ. Tiêu Viêm Văn Ngôn trong lòng buông lỏng, thành khẩn hướng Bạch bà ngoại nói một tiếng cảm ơn. Hắn hiện tại đã gấp có chút lỗ mãng, nếu như nhị lão không đáp ứng, Tiêu Viêm thật không biết mình sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Tiêu Viêm, ngươi cũng đừng oán hận Tô trưởng lão, hắn cũng là vì học viện, đối với hắn chúng ta không có khả năng khai thác cái gì trách phạt. Muốn để hắn dừng lại, còn có thời gian 2 năm, 2 năm này, thực lực của ngươi nếu như cường đại đến làm hắn đều lộ vẻ xúc động trình độ, hắn tự nhiên sẽ không đối ngươi lại có ý nghĩ gì. Tiêu Viêm đang muốn rời đi, Kỳ Vân đột nhiên thở dài một tiếng trầm giọng nói, trong giọng nói cũng xen lẫn có chút ít bất đắc dĩ cùng chờ mong. Tiêu Viêm Văn Ngôn bước chân vì đó mà ngừng lại, trầm mặc chỉ chốc lát, không nói gì, đi theo Bạch bà ngoại trực tiếp rời đi mảnh không gian này. Ta có thể nhìn ra, tiểu tử này trọng tình trọng nghĩa, cũng là có thù tất báo tính cách, để hắn đối học viện có oán hận cảm xúc, tương lai muốn bình ổn lại cũng không dễ dàng. Kỳ Vân lắc đầu, đối một bên hiệu trưởng lão nói. Hiệu trưởng lão sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên cũng có thể nhìn ra, Tô trưởng lão mặc dù cách làm xúc động, nhưng cũng là vì học viện, nếu như thời gian 2 năm, học viện những người khác sẽ không có gì tiến bộ, nói không chừng thật muốn thực hành Tô Chi Ngưỡng ý nghĩ. Đúng, Võ trưởng Thanh tiểu tôn nữ, lần này tiến vào Huyễn Linh không cũng tiến vào Đế Hoàng. Thấy hiệu trưởng lão gật đầu xác nhận, Kỳ Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt cũng đầy là vui vẻ. Tốt, Huyễn Linh không tài nguyên tu luyện càng ngày càng ít, cường giả thời thượng cổ còn sót lại phần lớn đều tiêu tán. Võ Thiếu Kỳ có thể có loại này kỳ ngộ, thật sự là Vân Lạc phúc khí. Hiệu trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy vui cười. Lần này, học viện Vân Lạc vận khí thật đúng là không phải bình thường tốt, liền xem như có 2 tháng thời gian tu luyện hạn tinh thiên học viện, cũng không có người nào thu hoạch được loại này đại cơ duyên. Thiên Phong phía trên, Thải Lân, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn chờ đợi lo lắng, Tiêu Viêm thân hình rốt cục là xuất hiện ở trong tầm mắt, nhảy mấy cái chính là rơi vào 3 người, một cái thân mặc áo bào đen, tóc hoa dâm bà lão thân hình lóe lên, cũng là xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Viêm. Vị này là thủ hộ lấy học viện trưởng lão, Bạch bà ngoại, mời nàng lão nhân ra đến tạm thời ngăn chặn Huân Nhi độc trong người thế. Đem Bạch bà ngoại thật nhanh giới thiệu cho 3 người, Thải Lân 3 người nghe được Tiêu Viêm giới thiệu, trong ánh mắt lập tức tràn ngập chờ mong, trong lòng kinh hoàng cũng giảm bớt rất nhiều. Căn dặn 3 người một tiếng, Tiêu Viêm vội vàng mang theo Bạch bà ngoại tiến vào trong phòng, hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, căn bản không cách nào bảo trì bình ổn tâm tính. Bạch bà ngoại nhàn nhạt nhìn luống cuống tay chân Tiêu Viêm một chút, không khỏi mỉm cười, nàng thực sự là không cách nào tưởng tượng, nếu như gọi là Tiêu Huân Nhi tiểu nữ oa đã xảy ra chuyện gì, gia hỏa này sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Trong phòng, Huân Nhi gương mặt xinh đẹp tái nhợt, lẳng lặng nằm ở trên giường, mặc dù hô hấp đều đặn, nhưng không có một chút tỉnh lại vết tích, nhìn qua hết sức khiến người thương tiếc. Bạch bà ngoại trực tiếp đi vào bên người, bàn tay gầy guộc lục sắc bổn nguyên đế khí chậm chậm lưu động, chậm rãi đặt ở trên trán Huân Nhi. Lục sắc bổn nguyên đế khí xuất hiện một nháy mắt, Tiêu Viêm chính là nhạy cảm phát giác được một cỗ vô hạn sinh cơ phẳng phất lưu chuyển, mà ra, ngoài phòng cây cối như là nhận thoải mái, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng, rì rào lá xanh đón gió rung động, lộ ra cực kỳ vui sướng. Bạch bà ngoại sắc mặt ngưng trọng, hai mắt khẽ nhắm, bàn tay Huân Nhi cái trán nhẹ nhàng du động, lục sắc bổn nguyên đế khí như là nước chảy chậm rãi bao phủ lại Huân Nhi toàn thân, khiến cho mặt mũi tái nhợt có một tia chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Viêm lo lắng ở một bên chờ lấy, như là kiến bò trên chảo nóng, nhưng cũng không dám lên tiếng quấy rầy Bạch bà ngoại, chỉ có thể cố nén nóng nảy trong lòng lặng lặng chờ đợi. Tiêu Viêm cảm giác, phẳng phất đi qua nửa ngày, Bạch bà ngoại rốt cục mở hai mắt ra, bàn tay gầy guộc cũng từ Huân Nhi trên đầu lấy ra. Bạch bà ngoại, Huân Nhi thế nào? Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói, nhưng trong lòng thì cực kỳ lo lắng bất an, sợ lúc trước người trong miệng nghe được không tốt tin tức.
độc thế ta khống chế lại. Tinh thiên đám kia oắt con dùng đan độc mặc dù nhỏ yếu, nhưng ta không biết đan độc thành phần, cô gái nhỏ này kinh mạch lại quá yếu ớt, ta không dám tùy tiện xuống tay, sợ sẽ đối tiểu nữ oa tạo thành tổn thương. Bạch bà ngoại nhẹ nhàng cười nói, ngươi yên tâm, độc tố ta dùng bổn nguyên đế khí phong bế, sẽ không khuếch tán đến toàn thân, sẽ đem tất cả độc tố hấp dẫn đến cùng một chỗ, đến lúc đó ngươi đem đan dược cho nàng ăn vào, trực tiếp có thể đem độc tố thanh trừ. Văn Ngôn, Tiêu Viêm căng cứng tiếng lòng mới là có chỗ bình phục, tràn đầy chờ mong nói, Huân Nhi lúc nào có thể tỉnh lại? Bạch bà ngoại lắc đầu nói, loại độc tố này chủ yếu một điểm chính là khiến người hôn mê bất tỉnh, trừ phi có thể đem độc tố triệt để hóa giải, nếu không không có khả năng tỉnh lại. Cô gái nhỏ này thân thể cốt cách quá yếu, nếu không mỗ mỗ ta có thể trực tiếp dùng bổn nguyên đế khí đem độc tố bức đi ra. Tiêu Viêm thần sắc mặc dù ảm đạm, nhưng trong lòng vội vàng sao động đã là tán đi rất nhiều, cung kính nói một tiếng cảm ơn, vội vàng ra ngoài nói cho đồng dạng lo lắng chờ đợi Thải Lân mấy người. Ba người nghe được Huân Nhi không có việc gì, đều là hô thở ra một hơi, tâm tình khẩn trương mới có chỗ làm dịu. Tiêu Viêm trầm ngâm chỉ chốc lát, đang muốn nói chuyện, Cổ Nguyên đã là trầm giọng nói, kia một viên hóa độc đan, thế nhưng là lục phẩm đan dược, đan hội lữ trưởng lão ra ngoài không tại, ngươi định làm như thế nào? Mặc dù Bạch bà ngoại nói Huân Nhi khoảng thời gian này không có việc gì, nhưng ra ngoài một loại phụ thân đặc thù tâm lý, Cổ Nguyên vẫn còn có chút trong lòng run sợ. Tiêu Viêm hô thở ra một hơi, ánh mắt thiên nghị nói, phụ thân ngươi yên tâm, đan dược này ta đến luyện. Đây chính là lục phẩm đan dược, ngươi có nắm chắc luyện chế ra tới sao? Trúc Khôn tiến lên kinh ngạc nói, bọn hắn cũng nghe Tiêu Viêm nói qua luyện chế lục phẩm đan dược trình độ phức tạp, không chỉ cần phải cường đại linh hồn lực lượng, càng cần hơn một loại đặc thù đỉnh lô, chỉ có thể hết sức thử một lần. Cười khổ lắc đầu, Tiêu Viêm nắm chặt Thải Lân, non mềm bàn tay hơi có vẻ lạnh buốt, khiến cho Tiêu Viêm trong lòng tê dần. Yên tâm, Huân Nhi sẽ không có chuyện gì. Đem Thải Lân ôm vào trong ngực, ngửi ngửi cái trước tóc mùi thơm ngát, Tiêu Viêm nói khẽ. Thải Lân yên lặng nhẹ gật đầu, thấp giọng thì thầm nói, vất vả ngươi. Mới vừa rồi cùng Thiệu trưởng lão đi bái kiến Bạch bà ngoại, ta cũng hỏi qua, học viện Vân Lạc cũng chỉ có lấy một tôn thiên đỉnh, cất giữ trong đan hội muốn cho mượn đến không dễ dàng. Tiêu Viêm lắc đầu, lập tức hướng ba người nói, ta hiện tại liền đi đan hội, vô luận như thế nào đều muốn đem thiên đỉnh mượn dùng một chút. Phía sau hỏa diễm lượn lờ, mở ra hỏa dực ngưng tụ mà ra, Tiêu Viêm đã là hướng về đan hội vị trí bạo lướt mà đi, vì thời gian đang gấp, đã không có tâm tư đến đau lòng hỏa dực tiêu hao. Bạch trưởng lão đều tự mình tới, ngươi liền không cần lo lắng. Có thể có Tiêu Viêm con rể tốt, ngươi cả đời này cũng coi là giá trị. Vỗ vỗ Cổ Nguyên đầu vai, Trúc Khôn an ủi, trong giọng nói lại có một tia ao ước. Nghe Trúc Khôn, Cổ Nguyên trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, thở dài một hơi nói, Huân Nhi ánh mắt so với ta tốt. Một bên Thải Lân nghe được hai người trò chuyện, trong lòng không khỏi cũng phun lên một vòng kiêu ngạo, ánh mắt của nàng cũng không kém. Đan hội ở vào học viện phía tây phương hướng, là từng tòa liên miên lầu các, ở vào quần sơn trong, chung quanh cực kỳ khoáng đạt, tại giữa không trung, Tiêu Viêm chính là nhạy cảm phát giác được trong đó có hừng hực hỏa diễm chấn động. So với một loại học viên, linh hồn lực lượng cường đại luyện đan sư số lượng không thể nghi ngờ cực kỳ thưa thớt, nhưng có thể độc chiếm lớn như thế địa bàn, cũng có thể nhìn ra học viện đối luyện đan sư coi trọng. Phía sau hỏa diễm tiêu tán, Tiêu Viêm vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn về phía trước, lầu các san sát, khí thế rộng rãi, chính giữa quảng trường chỗ, càng là đứng sừng sững lấy mấy chục tòa đỉnh lô, có giải rác mấy người nghiêm túc luyện đan. Đan hội trọng địa, người không có phận sự không thể tự tiện xông vào. Nhìn thấy Tiêu Viêm trên thân không có đan hội đánh dấu, tại lâu vũ trước đóng giữ hai tên chấp hình bộ đội viên lúc này, quát chói tai một tiếng, ngăn trở Tiêu Viêm tiến lên. Tiêu Viêm nhướng mày, cuối cùng là không có sinh khí, hiện tại Huân Nhi tình huống đã minh xác, không đáng cùng bọn gia hỏa này tức giận. Ta tên Tiêu Viêm, có việc gấp muốn gặp đan hội trưởng lão. Tiêu Viêm hô thở ra một hơi, tận lực dùng bình thản giọng nói, liền phải đi vào. Cho ta đi thông báo một tiếng. Một chấp hình bộ đội viên hét lớn một tiếng, liền phải đưa tay đi ngăn lại Tiêu Viêm, để hắn tiến đến. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, kịp thời ngăn cản tên này đội viên. Tiêu Viêm nghênh danh vọng đi, chỉ thấy một cái thân mặc áo bào xám thanh niên chính chậm chậm từ trong lầu các đi ra. Thanh niên tướng mạo phổ thông, không có chút nào chỗ thần kỳ, thả trong đám người cũng sẽ không để nhiều người xem lần thứ hai. Đi đường lại là cực kỳ vững vàng, sâu u ánh mắt như là một chút sâu suối, khiến người không nhìn thấy được. Nhìn qua thanh niên bộ dáng, Tiêu Viêm nhíu mày, bộ dáng của người này mình giống như ở nơi nào gặp qua. Nhiễm học trưởng, ngài làm sao ra tới? Nhìn thấy thanh niên đi tới, hai tên chấp hình bộ đội viên vội vàng xoay người cung kính nói, trong lời nói tràn đầy nịnh nọt. Nhìn cũng không nhìn hai tên đội viên, thanh niên cười nhìn về phía Tiêu Viêm, cất cao giọng nói, thánh giai thí luyện giả, ta thế nhưng là mộ danh đã lâu, lúc trước cũng đã gặp ngươi, chính là không có cái gì cơ hội trò chuyện. Nói, hướng Tiêu Viêm chắp tay, trong lời nói có chút thân thiết. Ngươi là cốc trung giới học viên. Tiêu Viêm cũng là nghĩ lên ở nơi nào gặp qua người thanh niên này, tiến vào Huyễn Linh Không, người thanh niên này cũng ở tại chỗ. Ta tên Nhiễm Hồng, lúc trước nội viện thi đấu, vốn định ra tới xem tranh tài, bất đắc dĩ sự vật bận rộn, không có thời gian. Thanh niên cao giọng cười một tiếng, hướng Tiêu Viêm làm một cái thủ hiệu mời. Ngươi vừa tới học viện thời điểm, đan hội trưởng lão liền nhắc qua ngươi, Nhiễm nào đó liền vẫn nghĩ cùng ngươi gặp mặt, mời đến trong các một lần. Làm phiền. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, đuổi theo tiến đến, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm hai tên chấp hành đội viên. Thánh giai thí luyện giả. Hắn chính là đem Trang Hạc đội trưởng đánh bại thánh giai thí luyện giả.
Lúc trước dự định ra tay ngăn cản Tiêu Viêm, thanh niên nghĩ mà sợ, không khỏi dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn làm sao lại tới đây? Chẳng lẽ muốn cùng đan hội người cấu kết với nhau, đối phó chấp hình bộ? Một người thanh niên khác nuốt nước miếng một cái, cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta làm sao biết? Còn mời Nhiễm học trưởng vì ta dẫn kiến đan hội trưởng lão, ta có việc gấp cần các trưởng lão hỗ trợ. Tiêu Viêm rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Mục đích của ngươi tới ta đã đoán được, đan hội duy nhất một tôn thiên đỉnh, lão sư trước khi đi giao cho ta đảm bảo, ngươi đi tìm những trưởng lão kia cũng vô dụng. Nhiễm Hồng Văn Ngôn chỉ là cười một tiếng, mang theo Tiêu Viêm đi vào trong một tòa lầu các ngồi xuống, hời hợt nói: "Lữ trưởng lão là lão sư của ngươi." Tiêu Viêm đầu tiên là sững sờ, sau đó chân thành nói: "Đã như vậy, còn mời học trưởng đem thiên đỉnh ta mượn dùng một chút, Tiêu Viêm nhất định vô cùng cảm kích." Nhiễm Hồng cười cười nói: "Hóa độc đan chính là lục phẩm đan dược, ngươi làm sao có thể luyện chế ra đến, vẫn là chờ đến lão sư trở lại hãng nói đi." Nhiễm Hồng lông mày có chút ngưng lại, một cỗ bàng bạc linh hồn lực lượng, uyển như nước chảy từ nó mi tâm nối đuôi nhau mà ra, tràn ngập gần toàn bộ lầu các. Tiêu Viêm hừ nhẹ một tiếng, mi tâm khẽ động, đã đạt tới dị cảnh hậu kỳ, linh hồn lực lượng từ chỗ mi tâm tuôn ra, nháy mắt đem Nhiễm Hồng linh hồn lực lượng bức bách đến một bên. "Nhiễm học trưởng thứ lỗi, Lữ trưởng lão trở về không biết cần bao lâu thời gian, ta chờ không được nhiều như vậy." Phát giác được Tiêu Viêm linh hồn lực lượng cảm giác áp bách, Nhiễm Hồng trên mặt mỉm cười rốt cục có chút cứng đờ, mím môi một cái, mới là mang theo kinh ngạc nhẹ gật đầu, đã đạt tới dị cảnh hậu kỳ, chẳng qua bằng cảm giác, giống như cũng chính là vẻn vẹn đạt tới hậu kỳ tình trạng, luyện chế ngũ phẩm đan dược không sai biệt lắm, muốn luyện chế hóa độc đan, chỉ sợ còn có chút khó khăn. "Bất kể như thế nào, ta đều muốn thử một lần." Tiêu Viêm nhíu mày, nhịn không nổi giận nói. "Được." Dường như nhìn ra Tiêu Viêm bực bội, Nhiễm Hồng lại không nói thêm gì, khẽ gật đầu một cái, trên ngón tay nạp giới quang huy chợt khẽ hiện, một tôn chiếc đỉnh lớn màu đen chính là ầm vang xuất hiện, đem mặt đất đều là ném ra ba cái không lớn không nhỏ hố. Đây là Huyền Linh đỉnh, là một ngày chi đỉnh, cũng là lão sư yêu quý chi vật, chỉ tiếc sở tư chất ngu dốt, nhiều năm như vậy vẫn là không cách nào đạt tới lão sư yêu cầu, không thể sử dụng tòa này đỉnh lô. Nhiễm Hồng đứng dậy, nhẹ vỗ về Huyền Linh đỉnh, trong lời nói tràn đầy tiếc nuối. "Trước đó lão sư nói lên qua ngươi, nói ba bước chuyển hồn về sau linh hồn thể cực kỳ cường đại, ngươi luyện đan, không biết ta có thể ở một bên quan sát." Đưa ánh mắt về phía Tiêu Viêm, Nhiễm Hồng cất cao giọng nói: "Tự nhiên có thể." Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trùng điệp nhẹ gật đầu. Thiên đỉnh, coi như Nhiễm Hồng đưa ra cái gì khác yêu cầu, mình cũng chỉ có thể hết sức đáp ứng. Bây giờ điều kiện này ngược lại là cực kỳ nhẹ nhõm. "Tốt, đến lúc đó liền nhìn xem Tiêu huynh ngươi luyện đan." Lãng cười một tiếng, Nhiễm Hồng trầm ngâm một chút nói: "Huyền Linh đỉnh, muốn điều khiển nó, linh hồn lực lượng cũng cần cực kỳ cường đại. Nghĩ đến lấy ngươi đạt tới dị cảnh hậu kỳ linh hồn lực lượng, lại thêm là ba bước chuyển hồn, hẳn là có thể điều khiển." Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, tiến lên cẩn thận nhìn thoáng qua, mặt đỉnh phía trên quang huy chợt khẽ hiện, gần như là không nhuốm bụi trần, có thể thấy được, Nhiễm Hồng đối thiên đỉnh cũng cực kỳ để bụng, nhưng trong mơ mơ hồ hồ, Tiêu Viêm cũng dường như có phát giác, mặc dù cùng là một ngày chi đỉnh, nhưng mình vốn có huyết dạ đỉnh, so với Huyền Linh đỉnh càng thêm có công hiệu. "Đúng, luyện chế hóa độc đan dược liệu, ngươi chuẩn bị như thế nào?" Nhìn xem Tiêu Viêm đem đỉnh lô thu hồi, Nhiễm Hồng trong mắt lóe lên một tia không bỏ, vội vàng chuyển di lực chú ý nói: "Còn chưa kịp thu thập." Nghe đến đó, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, Võ Thiếu Kỳ lấy ra tờ đơn, bày ra nước cờ 10 loại dược liệu, mặc dù đại bộ phận đều rất phổ biến, nhưng muốn từng cái thu thập cũng phải tốn hao lớn thời gian. "Đan hội dược liệu thất có không ít dược liệu, nếu như hữu dụng, ngươi cứ việc cầm đi liền có thể, đến lúc đó ta cho lão sư nói một chút liền có thể." Tiêu Viêm Văn Ngôn sững sờ, lập tức nặng nề nhẹ gật đầu, thành khẩn nói: "Đã như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí." Mặc kệ đan hội là mang cái gì mục đích muốn như thế giúp mình, Tiêu Viêm cũng không có thời gian đi phân tích, chỉ cần có thể mau chóng để Huân Nhi thức tỉnh. Nhân tình này còn chính là nội viện, vị trí võ trưởng lão. Nhìn thấy Võ Thiếu Kỳ xác thực tiến vào đế hoàng, võ trưởng lão vừa mừng vừa sợ, mặc dù lúc trước có trưởng lão nói cho hắn, nhưng tận mắt thấy sau vẫn là khiến cho kích động không thôi, gần như nước mắt tuôn đầy mặt. "Người cô gái nhỏ này, lão phu tu luyện mấy chục năm mới đạt tới đế hoàng cấp độ, người cái tuổi này liền trở thành đế hoàng, không tệ, không tệ." Vỗ vỗ Võ Thiếu Kỳ bả vai, võ trưởng lão thật sâu thở dài, trong giọng nói tràn đầy vui mừng. "Gia gia, ngươi chớ vội cao hứng, ta nói với ngươi sự tình ngươi suy xét thế nào?" Võ Thiếu Kỳ hai mắt như là trăng khuyết, cười tủm tỉm nhìn xem võ trưởng lão. "Hoàng đạo cấp bậc thiên thú tinh huyết." Nghe được Võ Thiếu Kỳ nhắc nhở, võ trưởng lão nụ cười trên mặt cũng là thu liễm, không khỏi lâm vào trầm tư. Võ Thiếu Kỳ hai mắt trợn to mới là khổ cười một tiếng nói: "Hoàng đạo cấp bậc thiên thú vốn là khó mà tìm kiếm được, mà lại coi như lão phu tiến lên hỗ trợ, cũng không nhất định có thể đem đánh giết. Hoàng đạo cùng đế hoàng hoàn toàn chính là hai cái khác biệt cấp độ. Ta mặc kệ, ngươi không đi ta coi như đi, đến lúc đó ngươi liền nhìn xem tôn nữ của ngươi chết tại thiên thú dưới chân." Võ Thiếu Kỳ hừ một tiếng, lật một cái liếc mắt nói: "Làm sao vẫn là bộ này tiểu hài tử tính tình." Nhìn thấy Võ Thiếu Kỳ biểu lộ, võ trưởng lão cũng là cực kỳ đau đầu. "Có Tiêu Viêm trợ giúp, ngươi mới thu hoạch được cường giả thời thượng cổ truyền thừa, phần nhân tình này xác thực rất lớn, nhưng giúp hắn đánh giết hoàng đạo thiên thú, ta một cái đế hoàng thực sự là có lòng mà không có sức. Ngươi chính là không muốn giúp." Võ Thiếu Kỳ kiều hừ một tiếng, lập tức cũng không quay đầu lại chính là hướng ra phía ngoài chạy tới, cũng không để ý tới võ trưởng lão kêu to.
Nhìn qua Võ Thiếu Kỳ nhanh chóng bóng lưng rời đi, Võ trưởng lão cũng chỉ có gấp giơ chân, cô nàng này thực sự là làm ẩu. Lắc đầu, Võ trưởng lão cũng không dám thất lễ, trầm tư một chút, vội vàng là hướng về một nơi bạo sông mà đi. Thiên Phong phía trên, Tiêu Viêm mang theo rất nhiều dược liệu khi trở về, vừa vặn đụng phải vừa tới Võ Thiếu Kỳ. Gia Gia không đáp ứng, ta và ngươi đi đánh giết thiên thú, đi thôi. Nhìn thấy Tiêu Viêm, Võ Thiếu Kỳ nói lầm bầm, trong giọng nói tràn đầy phàn nàn. Ẩu tả. Tiêu Viêm văn ngôn đầu tiên là sững sờ, sau đó hổ cười một tiếng, đánh giết hoàng đạo cấp bậc thiên thú, hắn hiện tại cũng không có chút nào sách lược, bằng Võ Thiếu Kỳ một cái vừa mới tiến vào đế hoàng, có năng lực gì đánh giết một con có linh trí thiên thú? Không phải ẩu tả. Võ Thiếu Kỳ đại mi nhíu lại, lớn tiếng nói. Tiêu Viêm lắc lắc không nói gì, đối với võ trưởng lão do dự hắn cũng lòng dạ biết rõ, cũng là không có một tia trách tội ý tứ. Trong học viện trưởng lão vốn là không có nhúng tay giữa học viên sự vật nghĩa vụ, huống hồ trong núi thiên thú không thể tiến vào học viện công kích học viên, tương ứng trong học viện trưởng lão cũng không thể đối bất luận cái gì thiên thú ra tay. Chờ ta ngẫm lại làm sao đối phó thiên thú sách lược, đến lúc đó liền phải nhờ ngươi. Đối Võ Thiếu Kỳ tâm tư Tiêu Viêm cũng rõ như lòng bàn tay, nghĩ nghĩ chính là trịnh trọng nói. Tốt, đây chính là ngươi nói. Võ Thiếu Kỳ nghe xong lập tức mặt mày hớn hở, trước kia bất mãn cũng là không còn sót lại chút gì, hài lòng nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, lập tức rời đi thiên phong. Nhìn thoáng qua Võ Thiếu Kỳ bóng lưng rời đi, Tiêu Viêm không khỏi thở dài một hơi, gia hỏa này hoàn toàn là tiểu hài tử tâm tính. Lần này tại đan hội dược liệu thất, Tiêu Viêm cũng đem luyện chế hóa độc đan dược liệu phần lớn tập hợp đủ, chỉ còn lại mấy loại có chút hiếm thấy dược liệu. Theo Nhiễm Hồng nói, những dược liệu này tại linh các trung tâm nơi trốn cũng có được rất nhiều. Tiêu Viêm vinh đăng đằng long bảng, đối với loại này bí ẩn nơi trốn cũng có thể sử dụng có liên quan. Những dược liệu này đều thu thập không sai biệt lắm, tiếp xuống chính là hoàng đạo thiên thú tinh huyết. Tiêu Viêm trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Mộc Di Nguyệt thiên phong vị trí. Xem ra, vẫn là muốn cùng Mộc Di Nguyệt nói chuyện. Ngươi chủ ý muốn đánh thiên thú? Huyền Nguyệt Phong phía trên, nghe Tiêu Viêm, Mộc Di Nguyệt hơi kinh hãi, sau đó cũng là hiểu rõ nhẹ gật đầu. Huyết Viêm vảy thú năng bên ngoài núi ẩn hiện, đã nói lên lân cận có đủ để hấp dẫn nó thiên tài địa bảo, chẳng qua bằng thực lực của ngươi, muốn đánh giết Huyết Viêm vảy thú, có chút không quá hiện thực đi. Mỹ Ngục nhìn về phía Tiêu Viêm, Mộc Di Nguyệt cười khổ một tiếng, nhún vai một cái nói. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn làm sao không biết, nhưng Huyết Viêm vảy thú là hắn biết đến duy nhất một con thiên thú, mặc dù cái sau hoàng đạo thiên thú đều thuộc về tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, nhưng bỏ lỡ, lại nghĩ đạt được một con thiên thú tin tức không thể nghi ngờ sẽ càng khó. Trong núi không có cái khác thiên thú, chỉ có một con Huyết Viêm vảy thú, đây là cơ hội duy nhất. Đem mình ý nghĩ nói ra, Tiêu Viêm cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, làm sao đối phó thiên thú, trong lòng của hắn hoàn toàn không có một chút nghĩ. Nguyên bản có thể để ca ca giúp cho ngươi, nhưng hắn lập tức liền phải đi tiến hành tốt nghiệp kiểm tra, thời gian cấp bách, đoán chừng hắn sẽ không quản chuyện này. Mộc Di Nguyệt chu mỏ một cái, trong giọng nói tràn đầy dây dứt. Tiêu Viêm cười cười, hắn vốn là không muốn lấy để Mộc Du Dương mấy người hỗ trợ dự định, Mộc Di Nguyệt cũng không có gây nên trong lòng của hắn mảy may gợn sóng. Huân Nhi trải qua Bạch Bà ngoại trị liệu, độc tố đã bị hoàn toàn khống chế, chỉ cần nuốt hóa độc đan, độc tố liền có thể triệt để tiêu trừ, ta còn có một đoạn thời gian, suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Cùng Mộc Di Nguyệt tùy ý trò chuyện vài câu, Tiêu Viêm đứng dậy chính là cáo từ. Lần này tới gặp Mộc Di Nguyệt, trừ hướng nàng hiểu rõ Huyết Viêm vảy thú sự tình, càng là vì cảm tạ trước Huyễn Linh không đối Thải Lân trợ giúp. Có Mộc Di Nguyệt hỗ trợ, Thải Lân tại Huyễn Linh không thu hoạch cũng là tương đối khá, đạt được 2 viên đế vương giai yêu vật nguyên châu. Trải qua khoảng thời gian này luyện hóa, Thải Lân thực lực đã ổn định tại 8 đạo đế linh, so với lúc trước tăng lên rất nhiều. Đúng, hoàng đạo cấp bậc thiên thú tinh huyết, ngươi có thể đi hỗn loạn chi đô nhìn xem, nơi đó ngư long hỗn tạp, đủ loại vật phẩm tầng tầng lớp lớp, nói không chừng sẽ có thiên thú tinh huyết. Mộc Di Nguyệt đứng dậy, trầm ngâm một chút, đem trong lòng suy tư nói ra. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, trong ánh mắt cũng là nhiều hơn một phần chờ mong. Cốc trung giới, Mộc Du Dương toàn thân áo trắng, đứng tại một tòa thanh khâu phía trên, ánh mắt nhìn qua phương xa, thần sắc tự nhiên, trong tay cầm một viên màu đen ngọc bài, trên ngọc bài chính là lần này tốt nghiệp khảo hạch nội dung. Đem trên ngọc bài nội dung nhìn lướt qua, Mộc Du Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, trở tay đem ngọc bài thu hồi, lẩm bẩm, lại là 3 cái nhiệm vụ, cùng thánh giai thí luyện giống nhau như đúc. Sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Mộc Du Dương thân hình khẽ động, chính là hướng về cốc bạo sông mà đi. Mỗi cái học viên rời đi học viện trước đều sẽ có tốt nghiệp kiểm tra, nói là kiểm tra, kỳ thật cũng chính là từ học viện đánh giá cá nhân thực lực, liệt ra mấy đầu nhiệm vụ đi hoàn thành, mà những nhiệm vụ này phần lớn là vì học viện sưu tập tài nguyên hoặc là đánh bại địch nhân. Dù sao tại học viện nhiều như vậy, tài nguyên tu luyện cũng không thể bạch bạch tiêu hao, loại này tốt nghiệp kiểm tra càng giống là nộp học phí. Hỗn loạn chi đô, vô tận phồn hoa, sâu không thấy đáy, hắc ám cùng tội ác, vô số bang phái săn sát, vụ trộm chia cắt lấy nơi này mỗi một tấc đất, mỗi một phần tài nguyên, bên ngoài lại là một phái vui vẻ phồn vinh, phồn hoa sán lạn. Tây đô, Ngân Nguyệt Chúng. Ngân Nguyệt Chúng bang chủ La Quân ngồi tại thượng vị, chén rượu trong tay chậm rãi chuyển động, hai mắt giống như rắn độc nhìn về tay một vị trung niên nói, đau khổ chờ nhiều ngày như vậy, con cá rốt cục mắc câu, Triệu đại sư, lần này coi như người biết nhìn. Trung niên nhân ánh mắt che lấp, chính là từ Vạn Linh Thành chạy tới Triệu Thanh Sơn.
Nghe La Quân, Triệu Thanh Sơn cao giọng cười nói, La Bang chủ yên tâm, nếu như thật như lời ngươi nói như vậy, Mộc Du Dương linh hồn lực lượng là nhược điểm của hắn, bằng Triệu Mỗ linh hồn lực lượng, tuyệt đối có thể đem nó áp chế. Đến lúc đó, liền nhìn La Bang chủ cùng chư vị. Triệu Thanh Sơn giơ ly rượu lên, hướng một bên Ngân Nguyệt chúng cao tầng nói, Triệu đại sư khách khí, ngài thế nhưng là lần này chủ lực. Đúng vậy, đến lúc đó nếu như có thể sử dụng linh hồn lực lượng làm Mộc Du Dương thụ thương, đánh giết hắn liền dễ dàng nhiều. Thấy Triệu Thanh Sơn mở miệng, Ngân Nguyệt chúng một đám cao tầng đều là vội vàng nâng chén mở miệng nói, trong lời nói hơi có chút nịnh bợ ý tứ. Nghe được những người này lấy lòng, Triệu Thanh Sơn nhịn không được cười ha ha một tiếng, nói mấy câu khách sáo sau liền đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. La Quân mặc cho thủ hạ nịnh bợ Triệu Thanh Sơn, mình cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, ngửa đầu đem rượu trong ly uống xong, tản mắt ra một loại lạnh lẽo tia sáng. Tiêu Viêm lần nữa trở lại Thiên Phong, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn đã là rời đi. Khoảng thời gian này dày vò cũng khiến cho hai người thể xác tinh thần mỏi mệt, tại Thải Lân khuyên bảo, hai người mới là không tình nguyện rời đi. Đem trong lòng suy tư nói cho Thải Lân, Tiêu Viêm cũng là nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng quyết định đi hỗn loạn chi đô tìm kiếm chút vận may. Thiên đỉnh mặc dù mượn đến ở trong tay, nhưng đánh giết Hoàng đạo thiên thú thực sự là quá khó khăn, lấy hắn thực lực hôm nay, liền xem như sử xuất vật nộ hỏa liên, chỉ sợ đối Hoàng đạo thiên thú đều không tạo được bao lớn tổn thương. Ngươi khoảng thời gian này vì Vân Nhi bận trước bận sau, nghỉ ngơi một hồi đi. Bạch bà ngoại đem Vân Nhi thương thế bên trong cơ thể đại khái trị liệu một chút, Thải Lân trong lòng lo lắng cũng giảm bớt rất nhiều. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy phong trần mệt mỏi, không khỏi đau lòng nói. Nhìn thấy Thải Lân trong mắt ánh sáng nhu hòa lưu chuyển, Tiêu Viêm cũng thuận theo nhẹ gật đầu. Đoạn thời gian này mình gần như đem toàn bộ Vân Lạc đều dạo qua một vòng, thật sự có chút mệt mỏi. Trong lòng ghi nhớ lấy Vân Nhi an nguy, Tiêu Viêm cũng chỉ là nghỉ ngơi chỉ chốc lát chính là tỉnh lại, trong ý nghĩ cảm thấy trống rỗng, phảng phất cái gì đều không nhớ nổi, vẫn là thực lực không đủ. Song quyền nắm thật chặt, Tiêu Viêm không khỏi tự giễu cười một tiếng, trong mắt tràn đầy thê lương, nhớ tới Vân Nhi trắng bệch gương mặt, trong lòng đối Tinh Thiên Học Viện lửa giận chính là không bị khống chế bốc cháy lên. Đột nhiên, Tiêu Viêm thần sắc khẽ động, nắm đấm triển khai, nhìn mình lòng bàn tay, nơi đó, một đạo nhàn nhạt phù văn đang lẳng lặng nằm trong tay, chính là võ thiếu kỳ quán chú nhập trong cơ thể mình lượng lớn bổn nguyên đế khí. Ánh mắt lấp lóe, Tiêu Viêm cũng không do dự nữa, hai chân uốn lượn, bóp ra tu luyện thủ ấn, lấy tay trong lòng phù văn làm dẫn, tìm kiếm lấy kia cỗ bổn nguyên đế khí chỗ. Đã muốn đi hỗn loạn chi đô, tận khả năng tăng thực lực lên là trăm lợi mà không có một hại, coi như thật đạt được Hoàng đạo thiên thú tinh huyết, cũng có được đủ thực lực đến bảo hộ. Trong cơ thể, một đoàn nguyên khí màu đỏ phẳng phất như sợi tơ chăm chú quấn quanh, lộ ra có chút ngưng thực, trên đó ẩn chứa bổn nguyên đế khí, so với yêu vật nguyên châu đều muốn nồng đậm. Oanh! Tiêu Viêm nhắm mắt chìm hơi thở, nguyên khí đoàn đột nhiên nổ tung, Tiêu Viêm chính xác khống chế dưới, đoàn nguyên khí nháy mắt rót vào cái sau toàn thân. Tiêu Viêm nhịn không được thở nhẹ một tiếng, hỏa hồng sắc bổn nguyên đế khí điên cuồng bị toàn thân các nơi kinh mạch thôn phệ, cuối cùng đều là chảy tới bản nguyên đế tinh, một đạo sắt thép va chạm to lớn xiềng xích chính là chậm rãi hình thành. Oanh! Vẻn vẹn một lát thời gian, Tiêu Viêm trong cơ thể lại là nhiều hai đạo to lớn xiềng xích, đạo thứ ba xiềng xích dường như đã là có hình dáng, cực kỳ tương tự bốn đạo đế vương đỉnh phong. Đây chính là Tiêu Viêm bây giờ thực lực mạnh nhất. Tới đây thì cũng kết thúc nội dung của tập 70 đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới. Các bạn nếu thấy hay hãy cho mình xin một like và comment những ý kiến của mình vào phần bình luận nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bấm theo dõi để cập nhật tập 71 sớm nhất nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.